Vâng, em Hưng này xin chào toàn thể các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em có cái áo đỏ may cũng vẫn còn mới bạn. Mới may được gần năm rồi các bạn, nghe vẫn mới lắm. Rồi trước tiên em xin phép vào đơn hàng đầu tiên nhá. Hôm nay em lên chia sẻ các bác một số những cái giỏ lan có tại vườn nhá, em để chia sẻ các bác yêu lan trên toàn quốc. Trên tay em là một giỏ tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc sẽ cho hoa vào tháng 4, tháng 5 này các bác nhá. Một giỏ tam bảo sắc rất là đẹp như này. Đây ạ. To đẹp như này các bác nhá. Này các bác muốn làm tác phẩm thì mua cái giỏ này làm tác phẩm nó rất là nhanh nhé các bác nhá. Giỏ nó rất là đẹp đã thuần. Mã số 10 550.000 đồng. Mã số 10 550.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Tiếp theo này các bác, một trụ tam bảo sắc nữa khá là đẹp như này nhé các bác nhá. Cũng tuyệt vời luôn. Chia sẻ các bác là 550.000 nhé các bác nhá. Dáng hương tam bảo sắc đây, trụ đây. Đã thuần hơn 1 năm rồi các bác. Còn hơn 1 năm rồi các bác nhá. Mã số 12 550.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc ạ. Đây, em lên các bác một giỏ này. Siêu đẹp này các bác này. Một trụ này siêu đẹp này. Đấy, dòng rêu như này các bác nhá, biết là nó thuần như nào rồi nhá các bác nhá. Các bác yên tâm nhá, dễ là nó đâm sâu trong rớn này. Một trụ tam bảo sắc siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, các bác quan sát kỹ nhá. Giỏ này ra hoa thì lửa làng ngửi cái mùi thơm các bác. Hoa rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Bao đẹp luôn. Đây mặt sau ở đây các bác ơi. Nghĩa là cái này ghép 3 mặt đây các bác nhá, ghép 3 mặt thôi. Đây nhá. Như này nhá. Ghép 3 mặt thì còn một mặt để đóng hàng. Trụ này chia sẻ các bác là 700.000 đồng nhá các bác nhá. Toàn cây đẹp như này. Bảy trăm cho mã số 11 các bác nhá. Mã vừa lấy là mã số 11. Và tiếp theo thì em lên một đặc sản của Lai Châu nữa, đó là cáo Lai Châu các bác nhá. Cáo Lai Châu, một dòng cáo thì rất là nổi tiếng vì hoa nó lại thường tím hơn những cái vùng cáo khác các bạn. Và đặc biệt nếu mà các bác làm mà nó trổ được cái bông hoa tím ấy, hoặc là bông hoa trắng thì một cây này nó bán tầm một vài triệu, nó rất chi là bình thường. Đấy là cái giá trị của cái cáo Lai Châu, nó rất là tuyệt vời như vậy. Em chia sẻ các bác rồi, cáo này lá rất là ngắn luôn. Đấy nhá các bác nhá. Và đang có lụ nhá các bác nhá, đang có lụ như này nhá. 280.000 đồng, cáo Lai Châu mã số 2. Cáo Lai Châu các bác nhá, đang lụ như này. Đấy. Cái dòng cáo rừng Lai Châu thì giờ gần như nó rất là hiếm rồi. Rất là ít các bác nhá. Và chủ yếu là cái cáo Lai Châu là đa số là nó đang lác đác ra lụ rồi. Còn cái vùng cáo khác thì nó chưa nhá các bác nhá. Mã số 2 là 280.000 đồng cáo Lai Châu. Giỏ cáo tiếp theo em nên chia sẻ với bác là mã số 1, 350.000 đồng. Các bác xem cái bản lá của nó. Bản lá thì siêu to nhá, bản lá rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Và đang có, hiện tại đang nhìn thấy một vài lụ nhá, đang thấy một vài lụ đây rồi. Đây em đang thấy lụ nó tím như này, không biết là hoa thì như thế nào. Đấy, đây nha các bác nhá. Đang thấy một lụ đây. Đấy. Cũng có thể là nó sẽ ra 2-3 lụ. Đấy, nhưng mà tùy. Đây bản lá là nó. Bản lá nó rất là to luôn. Đấy nha các bác nhá. Mã số 1 350.000 đồng cáo Lai Châu. Mã số 1 350.000 đồng. Nên chia sẻ các bác giỏ cáo này 3 cây nhá các bác. Đấy, độ thuần rong rêu là phủ kín rồi. Đấy nhá. Rong rêu phủ kín mã số 5. Chia sẻ các bác là giỏ này 500.000 đồng nhá. 3 cây. Cái này thì chưa có lụ. Cây thì bé hơn. À đang một lụ các bạn. Cây này đang một lụ nhá. Cái này hiện tại đang một lụ ở kẽ lá nhá các bác nhá. Nó mới lụ đúng đằng đầu đũa thôi. Nó ở kẽ lá các bác phải bới nó ra mới thấy. 3 cây nhá các bác nhá. 3 cây thì bé hơn. 500.000 đồng mã số 5. Nhá các bác nhá.
Tiếp theo lên các bác một số giỏ đen rô trắng, lắm canh trắng hồng đỏ với nhá. Đây ạ. Hồng nó đỏ như này nhá. Đỏ được tím được, nó nói chung là nó hơi phớt tím đấy. Mã số 7 180.000 đồng, đen rô đỏ. Lắm canh trắng hồng đỏ với nhá. Đây. Lắm canh trắng hồng đỏ. Cái cánh nó rất là dày, nên là cái hoa nó rất là bền quá nhá. Các bác mà chơi hoa mà không tưới vào hoa thì cái này nó sẽ bền được tầm 1 tháng rưỡi. Tùy theo là môi trường hoặc là do các bác chăm sóc của nó. Đấy. Cái dòng đen rô trắng này là em mua giống rất là đắt các bạn. Trước kia mua giống nó gốc bé tí đã 120 nghìn. Bây giờ nuôi lớn như này mới được 180 nghìn. Mã số 7 180 nghìn các bạn. Mã số 7 180 nghìn đồng. Đen rô lâm canh trắng hồng đồng. Chia sẻ lại với các bác tiếp một giỏ đen rô trắng nữa. Giỏ này cũng mầm gốc đang lên như này. Cái này cũng đang hoa. Giỏ này thì em chỉ thấy hoa, hoa lở rồi và mầm gốc và có kỳ thôi. Đấy, nó như vậy. Giỏ này thì không còn lũ. Mã số 9 180.000 đồng các bác nhé. Chắc các bác ở gần thì chắc là vẫn kịp chơi hoa. Vì cái nó mới lở. Nói chung là giờ nó gần gần cuối mùa rồi. Không tránh được là hoa nó đã lở. Các bác gần thì chắc vẫn kịp chơi hoa. Giỏ này 180.000 đồng mã số 9 các bác nhé. Giỏ này đẹp này các bác này. Nhưng mà hoa nó cũng lở mất rồi. Còn vẫn còn mấy bông đây thôi. Bông này đang trúng chín lở. Bông này thì lở hôm qua. Giỏ này 180.000 đồng mã số 8 nhé các bác nhé. 180.000 đồng. Mầm gốc đang lên đây nhé các bác nhé. Có mầm gốc lên này các bác yên tâm. 180.000 đồng mã số 8 các bác nhá. Tiếp theo lên đùi gà Lai Châu các bác nhá. Em lên một số trụ đùi gà tròn Lai Châu đang lụ. Đang lụ và rất nhiều lụ. Giỏ này thì đang lên màu nhá các bác nhá. Đấy, lụ đang bắt đầu tím. Nói chung là nó phải to to một tí nó mới tím được. Chứ còn nó bé nó chưa tím đâu. Tất cả là kiểu như là nó là kiểu như là lụ ấy, lụ báo tử kiểu như vậy các bác nhá. Nên nó chưa tím. Đây đang bắt đầu tím. Nó to lên nó sẽ tím dần chi chít lụ luôn. Giỏ này mã số 43 350.000 đồng. Đây, rễ của nó đây. Mầm gốc đang lên tu tủa nhá các bác nhá. Mã số 43 350.000 đồng. 43 350.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu nhá. Hoa thì rất là bền. Tiếp theo một giỏ đùi gà nữa, giỏ này thân dài luôn. Những cái thân dài này nó rơi vào tầm 40-50 cm này. Lụ chi chít luôn. Rất nhiều lụ. Mã số 2 500.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu. Đây nhá các bác nhá. Đấy. Lụ thì chi chít. Hoa thì tuyệt vời luôn. Bác là lai mai là các bác sẽ được ngắm một rừng hoa đùi gà tròn nhà em các bác nhá. Rất là nhiều hoa. Mã số 2 500.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu nhá các bác nhá. Đây các bác một trụ giáng hương đuôi sóc. Một loài hoa thì nó siêu tím và hoa rất là tím. Cái dòng hoa tím thì chắc là nhiều bác là thích. Đây nha các bác nhá. Trụ ta mà sắc luôn chứ không phải là một giỏ nữa các bác nhá. Đấy. Tác phẩm này mà nó buông nó ra hoa nó buông xuống thì thực sự các bác là nó rất là tuyệt vời nha các bác nhá. Trụ này mã số không số 800.000 đồng. Một giỏ sóc duy nhất 800.000 đồng các bác nhá. Đây ạ. Cây thì đã thuần. Rồi, tiếp theo nên các bác một giỏ. Giỏ này là kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà vừa rồi, năm vừa rồi là nhiều bác đã săn đón đấy. Vì cái hoa nó rất là đẹp. Dòng hoa mỡ gà nó rất là đẹp luôn. Và đây chia sẻ với bác là 200.000 đồng kiều mỡ gà nhá.
Em lên các bác một giỏ nhạn tháng 8 Gia Lai các bác nhé, nguyên bản. Một giỏ nhạn nguyên bản như này. Đây ạ. À? Hàng nguyên bản này các bác này yên tâm. Cái dòng này nó rất là khỏe. Đấy, cái này các bác có thể về chơi chăm và chơi theo kiểu thân mẹ con, nó rất là đẹp. Cái này là nguyên bản và đưa vào chậu để chăm sóc nó dễ quá nhá. Tất cả là phải đưa vào chậu thì chăm sóc nó dễ. Còn treo nguyên bản thì nó rất là chăm, nó rất là vất vả nhá. Giò này mã số 9 là 600.000 đồng. Nhạn nguyên bản Gia Lai các bác nhá. Cái dòng này thì hoa tháng 8 và hoa thì bao thơm các bạn. Hoa không thơm là không lấy tiền. Em lên một giỏ u lồi các bác nhá, hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Đang có mấy thân, hai thân rất là dài và mầm đang lụ nhá các bác nhá. Đấy, thân này đang lụ rồi, đang lụ nhá. Những cái thân này đang lụ nhá. Thân này đang lụ nhá. Khá là nhiều thân đấy, 6 7 thân lụ. 6 7 thân, có một số thân đang sưng lụ thôi. 400.000 đồng các bác nhá. 400.000 đồng ạ. Hoàng thảo u lồi. Rồi em lên các bác một tác phẩm đùi gà lăm canh trắng họng bã trầu. Một mặt hoa thì vô cùng đẹp. Đấy các bác lên sưu tầm vì cái hoa nó rất là đẹp nhé các bác. Giỏ này thì đang ki. Chắc là vừa lụ vừa ki đấy các bác. Đây đang lụ này. Đang cái này không biết lụ hay ki, đang lụ đang ki. Giỏ này vừa lụ vừa ki. Nó phải ra hết thì chắc chắn được. Đang 3 thân hoa như này các bác nhá. 3 4 thân hoa. Rồi đấy, chia sẻ các bác là mã số 4, 750.000 đồng. Đùi gà lăm canh trắng của ba chồng. Cái đây dòng này thì mới ra đời được khoảng 2 năm nay đây các bác. Nên là giá thành nó chưa, giá thành nó cao ấy. Nó chưa có nhiều giống để nó giá nó rẻ đi. Đây một tác phẩm giỏ lái các bác nhá. Giỏ lái của những giỏ lái các bác. Nếu mà tìm được một cái giỏ lái như bây giờ, cái dòng ba chầu này không phải là dễ các bạn. Vì cả nhà em có mỗi một cái giỏ này là giỏ lái, còn toàn là những cái giỏ con. Thế do vậy mà các bác mà tìm được một giỏ lái không phải là đơn giản. Giỏ lái này chia sẻ bác là 2 triệu 500 nghìn đồng nhá. Lăm canh trắng họng bã trầu. Đang lụ chi chít. Giỏ này cũng đẻ ra khá tiền này các bạn. 2 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Các bác có thể về, mua về chơi hoa và làm một giỏ lái. Vừa lấy ki ra để làm những gây những giỏ con và vừa chơi hoa rất là tốt. 2 triệu 500 nghìn đồng. Đây các bác một tác phẩm kiều nhá. Kiều vàng đang sưng lụ quá nhá. Đang sưng lụ rồi. Giỏ này năm nay ra hoa thì phải biết các bạn. Rất là nhiều hoa đấy. Giỏ này tác phẩm thuần lâu rồi các bác là yên tâm, độ thuần thì nó rất là lâu rồi nhá. Mùa này thì nó phải xuống lá và nó cho hoa khi cây nó đã trưởng thành nhá các bác nhá. Còn cây nó chưa trưởng thành lâu ấy thì nó sẽ vẫn còn lá. Rồi này năm tới nó sẽ rất nhiều hoa đấy ạ. Rồi này 550.000 đồng các bác nhá, kiều vàng. 550.000 đồng kiều vàng nhá các bác nhá. Đây em lên tác phẩm nữa nhá. Rồi này tuyệt vời luôn. 1 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Quá đỉnh rồi này. Tán tròn vo nhá các bác nhá. Tán nó như cái lia ấy. Rồi này mà năm nay nó sẽ ra tầm 150 đến 200 bông hoa cũng có thể. Nó tùy theo. Thì nó em thấy nó sưng lụ rất là nhiều rồi các bác nhá. Sưng lụ rất là nhiều rồi. Rồi này chia sẻ bác là 1 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Kiều vàng. Siêu đẹp như này. Vâng, em giỏ lan này đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.